Thưa quý vị và các bạn, cây ngũ gia bì được xem là cây cảnh đẹp thuộc loại cao cấp, là loại cây thuốc quý thuộc dòng nhân sâm. Cây vừa có ý nghĩa phong thủy, vừa đem lại nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Vậy cây ngũ gia bì trị được những chứng bệnh. Đậu ơi đậu, mày đâu rồi? Ra đây tao biểu coi. Mày vợ chồng nhau mà tối ngày mày mang tao tao hoài vậy hả mày? Thôi thôi kệ đi, kêu vậy chó hơn mập. Mà mày kêu nó ra có gì không? Mày la lối sầm với tao nè. Nhà cửa bê bộn, bụi bẩn tùm lum. Sao mày không dọn dẹp đi, mày, tớ tới được kìa. Mày ngon à, mày vợ cho mày không làm đi mày kêu tao. Thôi tao bận rồi. Bận cái gì, mày bận đi công viên mày tào lao với con nở của mày phải không? Sao mày biết hay vậy? Mày hay lắm, mày với con nhỏ là nổi tiếng tao lâu rồi, công viên đã sớm biết chứ không phải mình đâu biết đâu. Cái đó người ta gọi là chị em tâm sự thôi. Mà ủa anh ơi, hai đứa bay không ra ngoài công viên tào lao nữa hả? Tào lao á, tao dặn mày rồi, chiều nay nè, chuẩn bị đồ đẹp đi đám cưới của con nở với thằng Phèo. Tao quên này hả? Chàng ơi, tao quên mà thôi, để đi chiều tính, bây giờ mày lo dọn dẹp nhà đi. Thôi, tao mệt rồi, mày đàn ông con trai, mày gánh vác công việc nhà đi. Ây da, nằm xương tao nó đau nhức, nó mỏi mệt quá trời luôn á. Thôi, ê, không có chơi cái trò mày trốn nghĩa vụ đâu nha đậu. Mày nhìn mặt tao giống giỡn lắm hả? Tao không biết. Thôi mày biết tao nghe tránh hay làm đi. Thôi, tao bị nhức mỏi phong thấp khắp người, tay chân tao nè. Làm gì cái là nó ra mồ hôi biết nhiên. Bởi tao nói mày với con nở chứ có ngồi mà lê đôi mắt ra là hay thôi. Chiều nay tao đi đám cưới nó mét nó cho mày coi. Tao xử luôn thằng Hèo chứ ở đó mà mày mét con nở. Mà mày nè, cái bệnh phong thấp nhất mỏi của mày á, tao đã hỏi được ông thầy ba có bài thuốc trị rồi. Nãm sớm giờ mày nhảm tao quên luôn á. Thuốc gì đậu? Cây ngũ gia bì. Cây ngũ gia bì? Biết không? Biết cây ngũ gia bì không? Biết chứ. Sao nhà ba ông trồng cái đám? Rồi sao? Thì để chứng phong thấp nhất mỏi của tao với mày chứ làm sao? Cây ngũ gia bì trị mệt mỏi. Xương khớp do phong thấp. Rồi trị gì nữa? Phải tao nói, đây nè, không biết mà bà Lanh đây nè. Tao có ghi là tao có xin bài thuốc của ổng đây nè. Tao phải lấy, tao đưa cho mày nè, mày vô đây nè, mày coi nè. Đây, nghe, mày nghe nha. Mày chuẩn bị khoảng 100 gram ngũ gia bì ha. Rồi mày đem sao vàng lên nè, ngâm với một lít rượu 30 độ, rượu 30 độ nha. Trong khoảng 10 ngày đó, rồi sau đó ha là mình có thể uống là một ngày 30ml mỗi ngày nè. Rồi trước khi ăn tối, đó, đơn giản vậy thôi đó, thấy không? Được à, thôi mày mời người ta uống đi, tao cho uống ké. Tốt quá ha, cái bài thuốc đó là trị của tao á, là trị khớp đau lưng á, khiến khả năng vận động suy giảm chứ không phải là trị phong thấp như mày đâu. Ủa vậy của mày làm khác hả? Của tao là một bài thuốc khác, ông thầy ba ông nói rồi nè. Đây nữa nè, tao phải chuẩn bị là cắt căn là 16 gram nè, ngũ gia bì là 16 gram nè, bưởi bung là 16 gram nè, nhãi diệp là 16 gram nè, sinh nữ cũng 16 gram luôn, có nam thực phẩm là 20 gram nè. Ở đây bên đây nè, rồi bên đây còn nữa nè, cách thực hiện á là mày đem sao á, đem nấu với dược liệu á, sắc với 4 chén nước, sắc còn lại 2 chén thôi, chia thành 2 lần uống và dùng hết trong một ngày. Đó. Bài thuốc của mày dài quá à, thôi mày gán uống chính, nha. Chính vì vậy tao mới xin mày việc chứ dài quá tao đâu có nhớ, tao chỉ cho mày coi đó, mà tao thấy mày cũng thương tao nên thôi, tình thương mến thương quá, sẵn đây thì tao cho mày biết cái này luôn. Cái mà mày định tặng quà gì cho tao hả? Mê kinh co đâu ha, chị em tốt của mày á, ăn ngã ra mày á, nó bị rẻ là do nó ở cái lò gạch mũi nhiều. Mày về mày chỉ cho nó mua cái cây ngũ gia bì á, cộng rong 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 á, cái lò gạch á nó sẽ đuổi mũi mà nó còn phong thủy thịnh vượng nữa, biết đâu á sau này năm sau cái hai đứa đó có một phu tí luôn. Hay quá đậu ơi, cái cây ngủ gia bì còn trị gì nữa không, mày nói tao nghe luôn ơi. Mày muốn biết á thì để tao dẫn mày đi gặp thầy thuốc chứ tao chỉ biết được con nhiều đó hả, tao chưa có biết được tác công dụng của nó nữa. Nghe mày nói gì tao cũng hơi nghi ngờ. Thôi đi, tao thay đồ, mày chở tao xuống thầy ba để lại không biết tin. Con này nó lạnh cẩn thận dữ trời, phải vậy ai nói nó phù khờ đâu.
xin được gửi lời chào đến bác sĩ Phạm Thành Duy Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ, thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật đậu có hướng dẫn vợ của mình là nhân vật đen dùng lá ngũ gia bì để sao vàng, rồi ngâm trong rượu 30 độ trong khoảng 10 ngày để chữa những cái chứng như là phong thấp nhức mỏi, thì không biết là nó có cái công dụng này hay không, bác sĩ có thể chia sẻ thêm được không ạ? Xin chào quý khán giả. Thì trước khi mà nói về cái công dụng của cái ngũ gia bì thì tôi cũng xin sơ lược về cái ngũ gia bì. Cái ngũ gia bì nó còn có cái tên gọi là cái ngũ gia bì chân chim, hoặc là cái chân vịt, hoặc là cái cây sâm mà sâm nam. Thì cái ngũ gia bì nó thường mọc ở các cái tỉnh của cái miền núi phía Bắc, ví dụ như là Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi Lào Cai, ở một số tỉnh miền Trung, nhất là ở cái vùng nam của dãy Trường Sơn thì cũng có cây ngũ gia bì. Cây ngũ gia bì mà nếu mình đem trồng ở đồng bằng của mình thì cây ngũ gia bì cũng phát triển rất là tốt. Thì trong cái đông y, cây ngũ gia bì nó có cái tính, nó là cái tính ôn, vị là vị cay, đắng. Thì cái tác dụng cây ngũ gia bì là nó đi vào cái kinh can thận. Thì mình điều trị thì mình dựa vô trong những cái hoạt chất của cây ngũ gia bì. Về cái vỏ của cây ngũ gia bì thì nó có cái tinh dầu, nó chiếm cái tỷ lệ là từ 0,9 đến 1%. Và cái vỏ của rễ và cái rễ nhỏ thì nó có rất là nhiều cái saponin. Thì trong cái bộ phận dùng của cây ngũ gia bì, không phải là mình dùng là toàn cái cây ngũ gia bì, nhưng mà mình chỉ dùng những cái bộ phận chính, ví dụ như là cái vỏ thân, cái vỏ rễ và cái rễ nhỏ có dùng lá, nhưng mà cái sử dụng lá thì nó cũng không có cái sử dụng nhiều. Thì theo cái kịch bản thì sử dụng cái rượu ngũ gia bì thì thường người ta chiết cái tinh chất của cái ngũ gia bì á, là từ cái vỏ thân, cái vỏ rễ và cái rễ nhỏ, thì người ta tán bột và sử dụng 100 cái gram của cái bột ngũ gia bì đó với 30 cái rượu 30 độ, 1 lít rượu 30 độ thì để tạo một cái rượu ngũ gia bì để điều trị cái khớp. Thì thường thì người ta sẽ sử dụng cái bộ phận dùng như vậy. Dạ vâng. Trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì trường hợp của anh Đậu bị đau xương khớp, thì không biết là cây này nó có cái công dụng điều trị được cái bệnh của anh Đậu hay không thưa bác sĩ? Đúng rồi, cái tác dụng chính của cây ngũ gia bì là để điều trị những cái bệnh đau nhức về xương khớp, cứng khớp, rồi có cái tác dụng nữa là nó làm mạnh cái gân xương. Thì cái công dụng của ngũ gia bì thường thì người ta sẽ phối hợp thêm những cái vị thuốc khác, ví dụ như là vị cắt căn, rồi vị tục đoạn, rồi cây nghệ cú, mình gọi là cây nghệ diệp đó, rồi những cái vị mà có cái tác dụng để điều trị khớp, thì để tạo thành một cái bài thuốc thì người ta sẽ sắc uống như là một cái thang thuốc bắc, nghĩa là uống một ngày hai lần, nó với cái tác dụng là để điều trị khớp. Dạ. Có rất nhiều khán giả gọi điện thoại về cho chương trình hỏi là ngoài cái công dụng đó thì không biết là cây ngũ gia bì á, nó còn có những cái công dụng nào khác và điều trị được những cái bệnh nào khác đó bác sĩ? Bác sĩ có thể lưu ý cái cách sử dụng thêm được không ạ? Dạ. Cái cây ngũ gia bì thì nó ngoài cái tác dụng trị khớp chính thì nó còn có một cái tác dụng là nó làm tăng cái thể lực, nó làm tăng cái trí nhớ, rồi nó có cái tác dụng là chống mỏi mệt. Cái ngũ gia bì thì nó cũng còn có cái tác dụng là nó làm giãn cái mạch máu, thì nó giúp cho một cái lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái tác dụng hạ áp, rồi nó làm tăng cường cái sức đề kháng, cái hệ miễn dịch, thành ra nó có cái tác dụng là nó kháng được cái virus. Rồi tác dụng nó là nó kháng viêm, thì nó kháng viêm cả trong cái giai đoạn cấp và giai đoạn mãn. Cây ngũ gia bì nó còn có cái công dụng là nó làm long đàm, thì khi nó long đàm thì nó sẽ có cái tác dụng nó giảm ho. Nó ngoài ra theo cái tài liệu của dược trung học, nghĩa là tài liệu của Trung Hoa đó, về cái người ta phân tích cái dược chất thì nó có ghi một cái công dụng là nó có cái tác dụng là nó chống được cái ung thư.
Thì cái đó là cái một cái tài liệu của nước ngoài, người ta đã có cái nghiên cứu, người ta cảm nhận nó như vậy. Nhưng mà khi mà mình sử dụng trong cái để điều trị á, thì nói chung là thuốc thì nó phải có những cái tác dụng phụ, những có cái chống chỉ định. Thì là khi sử dụng mình cũng nên lưu ý là cây ngũ gia bì nó có cái tác dụng nó giãn mạch máu, thành ra nó có tác dụng nó là hạ áp. Thành ra những cái người huyết áp thấp thì mình không có sử dụng cái cây ngũ gia bì. Cái thứ hai nữa là cái tác dụng mà nó làm cho những cái người mà phụ nữ mà có thai á, thì mình cũng không có sử dụng được cây ngũ gia bì. Và trong đông y nó có cái bệnh lý mà gọi là cái hội chứng mà âm si á, nghĩa là những cái người mà nóng trong người, nó nóng bức rứt, rồi đi tiểu đỏ, tiểu vàng, nó trong người nóng, khát nước. Thì những cái người mà gọi là cái bệnh lý mà như vậy thì cũng không được sử dụng cây ngũ gia bì. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý khán giả, ngũ gia bì không chỉ là một loại cây phong thủy mang đến tài lộc may mắn cho gia chủ, mà nó còn là một loại cây rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chữa được những cái căn bệnh quen thuộc nữa. Hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình Cây Thuốc Quanh Ta ngày hôm nay đã giúp quý khán giả có những thông tin cần thiết và bổ ích về cây ngũ gia bì để có thể điều trị bệnh hàng ngày nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng.
tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.